Nếu ai là đúng đường và với giờ, sẽ được nhận được món quà của cô. Nếu ai nói sai hoặc trùng từ với bạn, sẽ bị mất lượt. Đến khi giờ rung chuông, các bạn cùng nhau chơi. Các bạn đã lo được chơi chưa? Đủ rồi. Giờ đây, chúng mình cùng bắt đầu chơi nhé. Mời các bạn đứng lên. Cảm ơn ban học tập, cả lớp thưởng cho ban học tập một tràng pháo tay nào. Bây giờ các em thực hiện cho cô giáo yêu cầu hai cá nhân. Cô mời hai bạn trong ban học tập lên cho các bạn chơi trò chơi. Tin. Bạn trả lời sai rồi. Cảm ơn bạn.
cho bạn đi. Bạn trả lời đúng rồi, đúng rồi, cả lớp từng cho bạn một tràng pháo tay. Đang nghĩ đến một người cứ coi bản thân, cứ tìm phẩm giá, không để ai coi thường mình. Nếu các bạn biết tôi đang nghĩ đến người như thế nào, nếu mà bạn sang, mà bạn phải tự trọng ạ. Bạn trả lời đúng rồi, đúng rồi, cả lớp từng cho bạn một tràng pháo tay. Các bạn đang chơi trò chơi rất tốt, trả lời câu hỏi rất giỏi. Tôi khen các bạn nào. Hai bạn trong màn thực tập của chúng ta là MC cũng rất giỏi đúng không nào? Chúng mình cùng thưởng cho hai bạn một tràng pháo tay. Tiếp tục các bạn thực hiện với cô giáo yêu cầu 3 cá nhân và vở. Rồi, tự tin rồi. Thế em tự tin là như thế nào nhỉ? Tự tin. Trong bài đã nói với chúng ta tự tin là như thế nào? Tự tin là tin tưởng vào bản thân. Thế thì em đó là tính tốt hay tính xấu? Tính tốt hay tính xấu? Tính tốt ạ. Tính tốt đúng không? Thế sao lại biết tự tin và tính xấu rồi? Em sửa đi. Mình cần bỏ một chữ ra thành chữ gì? Đây trên này tự tin, dưới này tự tin nữa này. Đúng rồi. Tiếp theo còn từ nào chỉ tính tốt nữa? Tự ti, tự trọng, tự hào, vậy cho cái tính xấu em. À, tự trọng là gì nhỉ? Tự tôn trọng bản thân, giữ gìn phẩm giá, không để ai coi thường mình. Thế thì theo em là tính tốt hay tính xấu? Ừ, cho em ghi lên cột tính tốt cho cô. Mời bạn trình bày cho cô bài đàn của mình. Đi nào. Tất ừ, tự tính người tốt là tự tin, tự trọng, tự hào. Em cầm vở đi ngắn đấy. Chỉ tính xấu, tự ti, tự kiêu, tự ái. Xét bài của bạn. Giang à? Làm đúng rồi ạ. Cô cũng nhất trí với cách làm của nhà mình, cô thưởng cho cả nhóm một tràng pháo tay đã. Làm với cô bài 4 vào phiếu bài tập nhé. Qua theo dõi nhóm mình, cô thấy các bạn làm bài đúng rồi. Các bạn làm cô bài yêu cầu 4 vào phiếu bài tập nhé. Nhóm mình thực hiện cô yêu cầu 4 vào phiếu bài tập. Bạn cho cô biết, cô vừa quan sát lấy bạn Quyền làm bài, cô thấy bạn Quyền xếp tiếng ái vào nhóm các từ chỉ tính xấu. Quyền có thể cho cô biết tại sao em xếp tiếng ái vào nhóm các từ chỉ tính xấu không? Tin của cô là quá nghĩ đến về người lên tỏ ra giận dỗi, khó chịu khi người khác khi đề cao mình. Thế thì em đó là tính tốt hay tính xấu? Cô đó là tính xấu ạ. Đúng rồi. Các bạn có nhất trí ý kiến của bạn Quyền không? Rồi, thử các bạn một tràng vào tay nào. Nhóm mình làm bài rất là tốt đấy, các em làm thể hiện cho cô yêu cầu 4 là phiếu bài tập nhá, là bài cá nhân. Nhớ kỹ yêu cầu nhá. Cứ bình tĩnh làm bài nhé. Thế nhau bạn xong kệ bạn ấy chưa? Nhưng mà tại sao bạn xếp tự ti vào cột này? Ở đây đang nói đến các bạn như nào nhỉ? À, không phải tính xấu. Và những bạn học yếu thì hay mặc cảm. Bạn đọc bài làm của mình nào? Nguyên nào? Đọc bài làm của mình. Ai cũng khen bạn Minh, con trưởng lớp em là con ngoan của cháu. Cô chủ nhiệm lớp em thường bảo bạn Minh có Cô tài bà chết. Giỏi nhất trường, nhưng không được tiêu. Minh giúp đỡ các bạn học
giám rất nhiệt tình và có phong quả, khiến những bạn hay mặc cảm tự ti. Nhất rằng là đấy tự ti hơn vì học sinh tiến bộ. Vì học hành tiến bộ. Vì học hành tiến bộ, khi phê bình nhắc nhở những bạn khắc khuyết điểm nên có tiếng góp, có cách góp ý. Có cách góp ý rất chân tình, nên không làm bạn nào tự ái. Lớp 4A chúng em rất tự hào về bạn Minh. Không mời một bạn nhận xét bài của bạn Huyên nào. Không mời Huy. À Tú. Bạn nào có thể cho cô biết tại sao các em bị xếp tự hào vào ô số 5? Ai tại cho cô biết tại sao xếp tự hào vào ô số 5? Huyên nào? Em vừa xếp tự hào ô số 5 đúng không? Cô có. Bạn Minh là người như nào trong lớp nhỉ? Thế vì thế các bạn mới thế nào về bạn Minh nhỉ? Có thấy nhóm mình làm bài rất là tốt, có thưởng cho cả nhóm một tràng vào tay nào. Bạn thu phiếu, gọn phiếu vào và thể hiện cho cô yêu cầu 5 cá nhân nhé, tập thầm. Qua theo dõi bài của nhóm mình thì cô thấy các bạn làm bài rất là tốt. Cô mời một bạn xin giải thích cho cô biết tại sao em lại xếp tự kiêu vào ô số 2. Linh nào. Thế sao? À đúng rồi, học giỏi nhưng lại không tự kiêu đúng không? À, cả lớp, cả nhóm thưởng cho bạn Linh một tràng vào tay nào. Bạn thực hiện với cô giáo yêu cầu 5 cá nhân, đọc kỹ cô yêu cầu số 5 nhé. Vừa rồi ở hoạt động 2 và hoạt động 3 các bạn thực hiện rất là tốt. Các em bạn làm bài nghiêm túc và làm bài rất là đúng. Cô khen cả lớp nào. Giờ chuyển sang yêu cầu số 5. Các bạn nhóm trưởng sẽ cho các bạn thảo luận và điền vào phiếu cho cô giáo nhé. Thời gian cho chúng ta thực hiện hoạt động này là 5 phút. Mời các nhóm con chúng ta bắt đầu. Tiếp tục đi. Em yêu cầu trước, sau đó em gọi bạn xong. Em đến theo phiếu này này, cần tìm mấy theo thứ tự đấy. Đến người trên phiếu này này, còn nào ở trên bên mấy trước? Đúng rồi, mạnh. Đúng rồi, mạnh, xét. Đúng rồi, quý. Các bạn có nhất trí không? Nhất trí. Nhất trí. Nhất trí. Em bắn vẫn được. Thời gian của chúng mình đã hết rồi. Cô mời các nhóm lên dán bài của nhóm mình nào. Đây, Huy giúp con. Ta đây em. Đây là kết quả bài làm của cả 4 nhóm. Bây giờ cô mời cả lớp quan sát lên bảng, nhận xét cho cô bài làm của nhóm màu gà. Cô mời bạn Trường nào. Em mời cô nào, nhóm màu gà. Sao thế em thì bạn đã sai từ nào?
Thế em là từ trung bình phải xếp sang cột này đúng không? À, lớp chúng ta đang có hai ý kiến. Nhóm màu gà thì cho rằng từ trung bình phải xếp sang cột thứ hai. Còn ý kiến của bạn Trường cho rằng từ trung bình thì phải xếp sang cột thứ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ dùng ký hiệu bằng tay để thể hiện ý kiến của mình qua cái từ này nhá. Bạn nào đồng ý xếp từ trung bình ở cột ở giữa thì chúng ta giơ ngón cái lên cho cô nhớ chưa? Bạn nào không đồng ý xếp từ trung bình ở cột thứ nhất chúng ta quay ngón cái xuống nhớ chưa? Bây giờ đếm 1, 2, 3 chúng ta bắt đầu nhá. 1, 2, 3 rồi, cảm ơn các bạn. Mời các bạn bỏ tay xuống. Qua quan sát, tôi thấy rất nhiều bạn giơ ngón cái lên như thế này. Bạn nào có thể giải thích giúp cô tại sao lại phải xếp từ trung bình sang cột thứ nhất không? Cô mời bạn Thảo nào. Cảm ơn ý kiến của bạn Thảo. Nhóm màu gà thấy lời giải thích của bạn Thảo như thế nào? Cô mời một bạn đại diện nhóm màu gà cho ý kiến. Cô mời Uyên nào. Bạn Thảo trả lời đúng rồi ạ. Chúng ta cùng thưởng cho bạn Thảo một tràng pháo tay nào. Vậy cô mời một bạn ở nhóm màu gà lên xếp lại từ trung bình sang cột thứ nhất cho cô. Cô mời Huy. Em xếp vào đây. Còn bạn nào ý kiến gì về bài làm của nhóm màu gà nữa không? Chúng ta nhất trí chưa? Rồi, đây chính là kết quả đúng của bài tập yêu cầu số 5. Vậy các nhóm khác, các em quan sát bài của nhóm màu gà và chúng ta đối chiếu với bài của nhóm mình xem nhóm mình làm đúng như nhóm bạn chưa và các bạn báo cáo với cô biết nhé. Cô mời nhóm đồng tiền nào. Rồi, cô cảm ơn nhóm em. Cô mời nhóm Hoa Mai. Rồi, cô quan sát cô thấy là các nhóm ra đều làm đúng rồi. Hôm nay chủ đề bài tập này chúng ta thực hiện rất là tốt. Các nhóm trưởng chỉ đạo cho các bạn xếp các từ vào nhóm rất là đúng. Cô khen cả lớp à. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang yêu cầu số 6. Các bạn thực hiện yêu cầu 6 cá nhân vào phiếu cho cô nhé. Có dấu gì? Cuối câu có dấu gì nhỉ? Đúng rồi, lần sau bạn Tuấn Anh nhớ nhá. À, câu của em đã sử dụng từ gì ở yêu cầu 5 đấy? Trung hợp ạ. Cuối câu cho em. Em đã chia sẻ với nhóm chưa? Rồi ạ. Cô mời các bạn đọc câu của mình trước lớp nào. Cô mời Linh nào. Em đã dùng từ nào yêu cầu số 5 trong câu của mình đấy? Nhận xét câu của Linh nào. Cô mời Nam. Câu của bạn đặt đã đúng chưa? Đã hay chưa em? Rồi chúng mình cùng thưởng với bạn Linh một tràng vỗ tay nào. Cô mời một bạn nữa, cô mời bạn Tuấn Anh. Em đọc sao rõ ràng, khởi lớp cùng nghe là. Em đã dùng từ nào ở bài tập số 5 và bài tập số 6 đấy? Em dùng từ gì? Rồi, câu của bạn đặt rất là hay và đã dùng đúng từ ở bài tập số 5 vào câu. Cô cũng thưởng cho bạn Tuấn Anh một tràng vỗ tay.
Còn rất nhiều bạn có câu hay nữa nhưng chúng ta chưa kịp chia sẻ trước lớp. Bây giờ cô mời các bạn sẽ chia sẻ vào nhịp cầu về bạn cho người bạn mình yêu thích nhất trong lớp. Mời các em. Chúng em rất mong gặp lại các thầy cô giáo ạ. Các bạn nhớ